Chào các bạn nhé. Chào ông Hiếu. Gọi là thấp nhất là 50.000. Tâm công đức thì bỏ thấp đấy, nhưng nếu 20.000 thì công đức thì nhiều. Gần xong rồi đấy nhỉ. 30.000 phải bớt lại đấy là mấy nghìn để chưa mua rau chứ. Công đức bổ sung chứ. Đây là tùy tâm. Còn trong kia người ta có 30.000. Rau của tùy tâm nhỉ, ai ăn được. Kể cả bây giờ nó được hội cựu chiến binh ủng hộ đồng bào bãi lụt, bão lụt người ta bảo ủng hộ thấp nhất là 50 trở lên. Hai ngày như đợt làm đường đây kêu gọi các cụ một cụ 50 đấy, chả đủ ngay đấy đi. Đây hai cụ nhỏ mất, hai cụ 100. Cái cơ bản là mình làm là thích mọi người nhỏ. Không quan trọng, nhỏ chứ, nhiều nhỏ chứ, thành to. Nhưng mình lại vừa lại không có gì, nhưng vừa mà, không ủng hộ. Nhưng mà không có nghìn làm gì. Tinh thần, có trăm thì có chúng là cũng không có triệu được. Trước mắt là tinh thần. Nhiều triệu thì khác thành thế. Nhỏ cũng được, không cần to lắm. Nhiều nhỏ có to. Mất ổn đấy. Thật. Gọi làm lốt nhưng nay mai vào kiểu gì được. Đây. Được rồi. Đi lâu khi bảo thế, ai bảo thế? Vâng. Đấy là không khác gì thôi, chứ còn bé hơn nữa ràng nhỉ. Vẫn có tượng Phật nhưng mà bé hơn. Các cụ làm nền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cười. Ở đâu ở chú Thắng này? Tam Trúc còn gì to nhất trong năm ai được. À Tam Trúc to hơn chú ạ. Không có ngoài đi. To to. Nói chung là đẹp như di tích Âu Sơn nha. Thầy bảo cứ nghe thầy là được rồi, không phải ai cãi được thầy thì ai cãi thầy để đón thầy cãi. Thầy bảo là cứ nghe thầy là được rồi. Không thầy bảo thật đấy, thầy lên tận nơi thầy bảo rồi. Thầy tuệ. Nốt buổi sáng nay là sẽ xong hết những cái chân bệ để lượng nư hương sẽ xong hết. Thời thế thay đổi hoàn toàn, cái gì chả khác. Không có gì chỉ là như ngày trước cả. Bây giờ là khác hết, cái gì cũng khác rồi. Không có gì cũng khác. Chuyển đổi hết cả. Nó nghĩ để cho nó ăn gậy phải không? Nghĩ để cho ăn gậy. Nhà nước của tao đẻ hai, tao đẻ tám chín rồi không làm con sâu nó đi thì ta cũng bảo nó đụng liền. Con làm được chồng làm được nhà vẫn phải làm. Vẫn phải ra cho nó đúng phóng thẳng gà. Thế thôi đi. Tới đây nói tiếng là tao áo thẳng mất nhanh. Giáp đi đụng ra tao ạ. Giáp đi đụng ra tao. Giáp đi đụng ra tao. Đây là ông bố cho đúng cái não rồi. Thái Nguyên cho thêm ít tiền.
Như chồng của bà bụng hết phải thì cứ bao lòng của thằng kẹt chị. Ai đập nữa của cha hết, mình thôi là mình đảo mãi từ lời sáng giờ chả thầy ta ông sáng đi ấy, bảo ông đảo đi tiền nhiều không làm nữa gì thế này này cai đảo thợ làm thật sự nghĩ cái này trước trên chỗ là nghề đi. Vâng. Nói này, bó này, ông Nguyễn em chết cái bó này, nó thân đất này, cho này. À, 7 phân chiều rộng này, 5 phân chiều vỏ, thối lắm. Sâu sâu vào, thối lắm. Thối lắm, cho lên thối lắm. Sâu quá, chết lắm. Bảo này có làm được làm được thôi. Thân đất đi rồi. Qua 4 cái từ ngang này. Đóng cái này hơi mất chít quá. Cho đủ đi. Chín quá đi. Không để lâu có ô như môi trường. Chả kèm lại gì. Như là tất cả cái lối này là máy nó cũng chạy vào phía nào đâu. Còn tất cả cái đường máy là xung quanh là một cái dưới lối như trước của anh máy đi vào cả trong nhà biết nhà chủ nhà làm được làm hết chọc hết đi mày không chạy giờ các bà chạy đi là dừ hết đi mà thế mất tổ nó được cái này được cho bà to đi chạy cát đeo đổ này đây đây tiếp lên là bơm cả ngoài thì cãi qua cũng đổ tội cho mấy ông chồng xây ai cầm ngoài chúng ta cái yêu cầu các cô giúp cả các vào trong này. Không phải xây gì bao như trước à? Giờ trên lỗi trên mặt sân rồi đây. Thế nhưng mà trong để hả? Trong để lại quả mì khâu chầu nào? Còn khâu chầu thì để rồi. Tao cho ngay cái lọ hoa chìm cây hương đây này, chìm chân ở đây này. Đây cây hương này em nhấc này, quả có trồng nó kia thôi, quay đây thì chỉ có quay đây. Đúng rồi, chỉ thắp hương đấy mà, cây hương chỉ thắp hương luôn. Hai hôm qua kia mấy chị mua cho một cái bàn đá. Không có lại quả, không có chỗ để lại quả mới có trầu. Bàn đá. Thì bao giờ có thì hạn tính, giờ chưa có ấy. Ừ, giờ chưa có. Thế phải tham khảo ngay để có chân. Ông Hiếu ạ, nếu thế thì phải để la hỏa đi trong có để xây chân. Đặt lên mặt sân này. Mặt sân này.
Anh tính chua trong ngang thế này nó. Mặt sân được. Mặt sân lên được. Vâng. Nhưng mà sau phải có cái bàn đấy. Cho mẹ nước lên đi. Đừng. Xúc cát hơn nhiều. Xúc cát đi đã hơn nhiều. Này nó không cần kiếm nhiều cho mày. Nó đâu rồi. Bà ơi, nó không phải hoạt động đâu. Con chỉ còn ở trong này đang rồi. Bơm nước vào trong vào là vẫn phải thiếu rồi hai ô tô. Nã chở luôn. Cả đó mà, do nó cũng cao ác thấp nó xuống chứ tụt vì mấy ô tô chứ gì à? Cứ để thế nước nó vào giả tụt ô tô cứ để thế mà lát thì vừa nún lắm mà chắc bơm nước thì mới im hơn cả đầm ấy nhỉ. Yeah. Thế gọi là còn nước còn giòn chắc. Thoải mái. Cá được thừa mà, nó chảy hết đi. Thừa hết đi kìa. Dốc hết xuống đi. Không bao giờ thừa được ở đây. Có kia đây, kia thấp hơn bên đây. Mưa chân này ngập thế mà nó còn thoát được gì. Mưa sao này. Đó thoải mái rồi. Là không hẳn. Loi bát của không biết em không biết 2 tiếng 2 tiếng 1. Nhưng mà mưa to là cái đường kia là cái mặt mẹ. Nhiều nước lắm. Đấy, quanh quanh được kia để cho nó chảy về mẹ không là chảy hết ra cổng. Đúng rồi, đắp đấy được vào đấy. Đấy, đủ rồi. Không nhấc mẹ răng này là được, thoải mái. Răng kia là đủ nước rồi. Đủ rồi, đấy đủ rồi. Răng này. Này là trào như thế là được. Ướt hết là được. Gọi luôn bảo công luôn này. Bây giờ cứ để nó thẻ có nước thì còn nó còn chặt được. Không cần, trên không cần đâu. Mẹ thừa thoát đi mới ốm ấy. Giờ nó có thiếu mấy đâu. Ừ, thoát đi mới ốm ấy. 5 cân thì không cần. Kia rồi mới bảo mặt được. Thế bảo là mai có một cái tôi yêu cầu là cao nhiều người phân giờ khá lời cũng bằng cũng mất đường. Alo. Đây, lúc nào trở đây? Ở chỗ này hốt lên được không? Có cát đâu mà nó tự hốt ra. Đây trong này đây. Cái này mình là ôi giày tôi hết được kia đâu chả phải.
thầy ngủ nha, để làm nào không biết được cái nào. À, thôi, rồi cái căn được rồi. Chả ai nhìn, à, vừa vừa đấy mà làm cái đấy. Trong một chú. Lấy cát là đúng ngoài cơ. Ngại chết rồi. Ôi trời, cái nặng nhất. Quên.